trùng với giống nuôi tại Ninh Thuận nha mọi người. Ninh Thuận nắng gió khắc nghiệt nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nuôi được trùng nhé. Trùng là một sinh vật nhỏ bé nhưng mang lại rất là nhiều giá trị to lớn cho cái mảng bảo vệ môi trường và nông nghiệp. Phân trùng quế thì chúng ta làm phân bón bón trực tiếp cho cây trồng. Còn trùng thịt là nguồn thức ăn chăn nuôi giàu đạm. Chúng ta có thể cho ăn trực tiếp hoặc là chế biến thành dạng nước, dạng dịch để cho vật nuôi uống hoặc là phun xịt tưới cây đều rất là tốt ha. Xin cảm ơn. Chúng ta cùng ra thăm trại trùng và kiểm tra mật độ trùng, xem thử là trùng nuôi tại Ninh Thuận với khí hậu khắc nghiệt nắng gió thì trùng nó đạt năng suất hay không ha. Thì đây là bề mặt trùng nó đã ăn hết phân rồi nè. Đó, nó sẽ có những cái sơ sơ giống như là rơm rạ nó ăn chưa hết á. Chúng ta sẽ bóc lên kiểm tra thử nè. Đây. Trùng khá là nhiều nha mọi người nha. Đấy. Hiện tại đang vào đầu mùa mưa, khí hậu khá là mát thì trùng nó sẽ phát triển khá là ổn nha mọi người. Đấy, trùng nó sẽ bò sát mấy cái mép này nhiều nè, để mình bóc cho mọi người xem ha. Bóc mấy cái mép lên thì thấy bò nó trùng bò quá trời luôn ha mọi người. Đấy, thì mọi người có nhu cầu hay là muốn hỏi thêm thì cứ đặt comment bên dưới, Vương sẽ giải đáp và tư vấn cho mọi người ha. Vương sẽ cung cấp tài liệu, con giống, tư vấn kỹ thuật, cách thức xây dựng chuồng trại, chọn gói cho bất cứ khách hàng, đối tác hoặc bà con có nhu cầu. Xin cảm ơn.